Mọi người ơi, vậy là món xúc xích sốt cay phủ phô mai của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mời mọi người ăn cùng tiếp nhé. Yeah. Tụi mình sẽ uống nhé. Dầu màu sắc cũng khá là hấp dẫn đấy. Bây giờ thì chúng ta ăn thôi nào. Tại sao cho mọi người ăn nó ngon thế mà mình ăn nó không được ngon như thế nhỉ?
cái sốt chua chua cay cay ngọt ngọt hòa quyện với lại xúc xích không được giòn lắm. Xúc xích mình mua ở trên quê nên là không được giòn lắm, không được ngon như kiểu xúc xích mình mua ở ngoài cửa hàng tạp hóa, mà không được ngon được xúc xích ở mùa siêu thị. Nhưng mà mình không hiểu tại sao cái phô mai của mình, chắc là mình phải sớm sắm thêm một chiếc nồi để mà chiếc nồi xong rồi là nhỏ nhỏ xinh xinh để là mình vừa ăn xong là nó sủi tí phô mai là mình kéo sợi được, đúng không mọi người? Để ở đây là phô mai là nó không kéo sợi được nữa rồi, nhưng mà ăn cũng rất là ngon mọi người nhé. Mọi người ơi, bây giờ là như thế này nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này, nhưng mà bây giờ mình no bụng quá, mình không thể tiếp tục ăn được nữa nên là mình xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.